Sáng ngày 26 tháng 5, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh Lào các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Lào, góp phần bảo vệ nền độc lập tự do và thống nhất đất nước của Việt Nam. Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh tại Lào diễn ra trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động hưởng ứng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2022 chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Qua đó tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, thúc đẩy việc triển khai các dự án hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Lào. Đồng thời, đoàn đi thăm hỏi tình hình sinh sống làm việc của kiều bào ta tại Lào. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn sẽ thăm thủ đô Vinh Trăng, tỉnh Savannakhet và tỉnh Chambasat. Dự kiến hôm nay ngày 26 tháng 5, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh có các buổi làm việc quan trọng tại thủ đô Vinh Trăng. Sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm chiến sĩ vô danh Lào, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đi thăm trường phổ thông trung học Hữu Nghị Vinh Trăng, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên có buổi hội đàm với Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Vinh Trăng Lào, thăm và nói chuyện với cựu sinh viên Lào đã từng học tại thành phố Hồ Chí Minh.